Theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số tin tức trên các báo số ra sáng nay. Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 12 tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc hội nhà báo Việt Nam khóa 11 họp phiên chính thức với phương châm đoàn kết, kỳ cương, đổi mới, sáng tạo, phát triển. Đây là thông tin được nhiều báo số ra ngày hôm nay đăng tải. Nhiều đại biểu dự đại hội kỳ vọng, ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa 11 cũng như hội nhà báo các địa phương sẽ có những việc làm cụ thể, góp phần đào tạo đội ngũ báo chí có bản lĩnh chính trị, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ tốt công tác thông tin tuyên truyền để báo chí thực sự là cầu nối giữa Đảng và nhân dân thưa quý vị công nghiệp văn hóa có lợi thế là hạn chế khai thác tài nguyên ít gây ô nhiễm đồng thời tạo ra sức sống mới cho di sản khai thác tốt vốn văn hóa truyền thống tăng cường sức mạnh mềm quốc gia theo bài viết trên báo Nhân dân, là trung tâm văn hóa lớn nhất của cả nước, Hà Nội đã có nhiều hoạt động thúc đẩy công nghiệp văn hóa, song vẫn còn nhiều lỗ hồng về nhận thức chính sách. Vì vậy, thành phố đang nỗ lực tạo bước đột phá để trở thành một trong ba trung tâm công nghiệp văn hóa của cả nước. Theo Chiến lược Phát triển Công nghiệp Văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 báo đại đoàn kết dẫn số liệu mới nhất từ tổng cục thống kê, tổng vốn đầu tư nước ngoài FDI đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20 tháng 12 năm 2021 đạt 31,15 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với năm ngoái. Nếu xét về số lượng dự án mới thì công nghiệp chế biến chế tạo, bán buôn bán lẻ và hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ là các ngành thu hút được nhiều dự án nhất. Đối với đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2021 có 61 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là trên 409 triệu đô la Mỹ, tăng 28,6% so với năm trước. Bộ Tài chính đã trình Quốc hội gói miễn giảm thuế hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong năm 2022 có quy mô hơn 60.000 tỷ đồng, tăng gấp 3 lần so với quy mô gói hỗ trợ vào năm 2021. Tuy nhiên theo phản ánh của báo Lao động thì vấn đề mà người dân quan tâm ở đây không phải quy mô gói hỗ trợ mà là đối tượng được hưởng chính sách được hưởng như thế nào. Các chuyên gia tài chính đánh giá mặc dù trong năm nay khi đại dịch Covid-19 diễn ra nghiêm trọng và tác động đến nền kinh tế nhưng nhiều chính sách hỗ trợ cho các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hay người dân gặp khó khăn đã được thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn một số ý kiến cho rằng nên có sự cân đối hợp lý, bố trí mức miễn giảm đồng đều, đặc biệt như miễn giảm về thuế thu nhập cá nhân. Theo thông tin từ Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, cơ quan chức năng của phía Trung Quốc đã có thông báo về việc tạm dừng tiếp nhận mặt hàng Thanh Long qua các cửa khẩu ở Lạng Sơn từ ngày 29 tháng 12 năm 2021 đến hết ngày 26 tháng 1 năm 2022 để thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng ngừa dịch Covid-19. Ghi nhận của báo Sài Gòn Giải Phóng sau một ngày Trung Quốc thông báo tạm dừng tiếp nhận thanh long, đến ngày 30 tháng 12, khoảng 500 xe chở thanh long bị mắc kẹt tại Lạng Sơn đã quay đầu về thị trường nội địa tiêu thụ và giá loại trái cây này giảm mạnh chỉ còn 5.000-7.000 đồng một kg, giảm khoảng 10.000 đồng một kg so với cách đây chỉ vài ngày. Gần một năm kể từ ngày các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được khởi công, thời điểm hiện tại công tác bố trí bãi đổ thải tại nhiều địa phương vẫn chưa được bảo đảm. Trước tình trạng trên, thì theo bài viết trên báo Giao thông, việc đánh giá đất đá thải có sử dụng vào việc khác hay không là do cơ quan chuyên môn thẩm định kết luận dựa trên các tiêu chí. Tuy nhiên, nếu chính phủ và các bộ ngành địa phương có cơ chế cho tận thu nguồn đất này để tái sử dụng hoặc đưa vào nguyên liệu sản xuất, chắc chắn sẽ gỡ được bài toán thiếu bãi đồ thải hiện nay. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2022, người đi xe máy không đội mũ bảo hiểm sẽ bị phạt tiền gấp đôi so với hiện nay. Ngoài ra, nhiều hành vi vi phạm giao thông khác sẽ bị tăng mức phạt lên gấp 10 lần, có hành vi bị phạt tới 150 triệu đồng. Đó là những nội dung đáng chú ý trong Nghị định số 123/2021 vừa được Chính phủ ban hành sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải, giao thông đường bộ và đường sắt, Nghị định số 100 hàng không dân dụng. Mời quý vị tìm đọc bài viết trên trang năm báo tuổi trẻ để biết thêm nội dung chi tiết.